chung buộc đập mũi đại minh trong nón trên tháng sịt nay sẽ cái đầy ạ thì thảm bệnh chìm chắc miền bệnh bằng tu một căn chương đo khả nế tam rời dạy thoa mà chết nâng ca bác xong đài nâng tam rời dạy tập nhiên rồi bỏ trùng nâng đau ạ tập bồn này bệnh bệnh nhiên bỏ đi sách rồi bỏ trùng có bệnh tài ca tiền này mình toàn cổ cổ nó lại tì cứ dân tới ca xong đài tất chất rồi bỏ chương tới trung phòng đài đảm bảo mình chỉ vật mùi đã bắt gặp đôi bệnh bệnh nhìn nâng tham một bộ chúng ta tại miền ca tiện tông nó bật bắt gặp cho mùi bệnh bộ bệnh đá này tham xuống rồi bỏ dưỡng à rộng rồi bỏ dưỡng đã bắt đầu tới lời trùng nâng nôm ở dưỡng bị chong kết châm bộ ca nghe rồi bỏ trùng sẽ cái đây mê ta sẵn đầu nâng bệnh bộ rồi bỏ trùng tai ca này bà tam này là ẩn ẩn cứ mình men chỉ ca rôm sầm pon nâng preh nơi lại thì đam bay ở miền tâm nhẹ tâm nông chỉ mùi preh chỉ mình chả dừng tay tay thay tu trùng nơi ba nhà hà đại tiện tông nâng chỉ vật đập bật ra cốt ra bao giờ sẽ cái đây ati tha cứ chỉ ca ba trăm ho phơi chật tay ai preh chỉ mình chả có đôi chia tay căn bật sầm lanh mình nhẹ để cho nó đại cứ mình men phơi đi đau chạm bạch đam bay ở preh chỉ mình chả tốt khơi thả dân chia vậy nụ tê có bần tài cứ xâm nạp dương tự tu bệnh chia mình chả sẽ cái đây ạ thì thả cứ mình men nuông bệnh cho một ai dương nụ tê tối thời bệnh cứ nuông dương lang tự chụp nâng bệnh chia mình chả cả đại bệnh giê xu cung nâng lớp hành đầy nên là nốt trùng bàn bằng hạt bằng riêng bộ xa vẹn rồi bỏ trùng áo chế ạ thì thả trong nay nôm kì ao chế bằng hai sẽ cái đây tất cả phần trăm thằng ngay được bỏ kì tới ai phải chi mình chả hai phần quân ở tên ca công vô được bỏ kì tiền phần mạng đó trong đài bởi trong bàn xa này già thả nâng tiên tất cả đặt sẽ cái đây ạ thì thán được bỏ kì sẽ cái đây xa này già nó có mình chấm bóng dương nếp bà chấm bóng đi phòng đài bởi Giê-xu ông trong tòa có trung ác thịt hàn trên nịch chì cà đài nếu bây đai trung cung nơi khăn nông châm nào ông bốn mà nụ bây ông sang cổ này dưỡng bàn châu rùm khăn nông sẽ cái đây trời cả nâng phiếp con sao được bao dưỡng tôi hãy đưa cho nó hỏi bàn chè trung khai tây trên nẹ phục quốc cùng nẹ ông bò cổ trên nẹ xôm xâm nông bò bị bè bò bị đá này trung nơi tham một bò cổ bê về lì bây giờ áo dân ai phải chôm nâng ca nghi nâng ca lục bạ với tình này trung chia công rụ đó dân khá nông cục cây ca tình ọ rẻ ọ cứ chia bong bà ôn xung nghĩa rồi bỏ dân nâng khá nông bị ca rập hiếp rồi bỏ dân rẻ ọng trang tựa ca là buông là bỏ đồ chơi dân đoan khá đại bọn tay nâng khá nông sập hiếp chì mình nông khá miền bạ tập dạy khá nạ thò mà chết rồi bỏ trung ai nghĩa chanh bị ông bớt tôi chết rồi bạ trong tròn trâu ca to su vật xoài nâng tự đoàn cam đo bà lưng nâng bị phục đai phô bình tự đoàn âm bởi bà lẽ khả nạ mình được chết được bọt trùng bà thư phụ ai sẽ cái đầy ác thịt thàn khai chi ca chạm bạch nâng chi áp hơi ai cơ sật trong bà thư tuôn nâng ca lung lộ nâng âm nô rì rì nâng ca rùm xâm quán chi mùi bà vô bệ đá được bọt trùng hai phần sân ba phía ông sân cục này ba phía chân tình lại chỉ bật ra này phía ông mà chả trung trời ca sẽ cái đây át thịt hàn tới hai nữa chọc tùm rộm dương chứ mà nó tôn cơ sao đã chỉ cam bật thậu này sẽ cái đây sạp nữa ta dương trời ca sẽ cái đây át thịt hàn này ông ba mát tương tiên phía bộ bệ đá này là câu thàn xuống rung chăm chân này nâng bật tiên áo đo dương nơi phía bộ đọc bó đi bộ cứ chết sức sẽ đầy phía bộ bỏ dưỡng nâng kếp dục tất phía bộ phục này sẽ cái đầy sở lạnh đại khám minh bộ đại tam sẽ cái đầy bóng bật thân à cụ ấy ở chàng à tu chỉ dân át thịt thân bọn nà có bệnh chí bệnh chắc bông rộng chí sạch nâng bệnh bệnh tì tiên bệnh ca sạch đập nơi sẽ cái đầy át thịt thân đó xung mơ ông bí đi đó sở cốt sở cốm rộng bệnh ọ có bệnh tài
យើងបែរជាមានការស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងនឹងទូលថ្វាយទ្រង់នៃការបងប្រាថ្នារបស់យើងទៅវិញតាពពួកទេវតានៃនគរឋានសួគ៌យល់យ៉ាងណាចំពោះមនុស្សជាតិដោះទុនខ្សោយដែលត្រូវទៅប្រទះនឹងការលបងលបងបែរជាអធិដ្ឋានតែបន្តិចបន្តួចនឹងមានជំនឿខ្សត់ខ្សោយទៅវិញនៅពេលដែលព្រះហរតីនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលពុះពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏គ្មានព្រំដែនអណិតអសូរចំពោះរូបគេហើយដែលបំរុងជាស្រេចនឹងប្រទានឲ្យគេជាជាងអ្វីដែលគេប្រាថ្នាសុំឬយល់បានទៅទៀតចុះហេតុអ្វីបានជាគេអធិដ្ឋានតែបន្តិចបន្តួចដោយសេចក្តីជំនឿដ៏ស្ដួចស្ដាងទៅវិញពពួកទេវតាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង់នឹងនៅក្បែរទ្រង់ពពួកទេវតាទាំងនោះយល់ថាការជាប់នៅនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាអំណររីករាយជាទីបំផុតរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះដែលនៅលើផែនដីនេះដែលត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅជំនួយអំពីព្រះជាម្ចាស់បែរជាសោកចិត្តដាល់ដោយគ្មានពន្លឺនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាព្រះវត្តមាននៃព្រះអម្ចាស់ទៅវិញស្រមោលអន្តការរបស់អរសត្តាបានស្រោបបិទបាំងអស់អ្នកដែលធ្វើប្រហែសក្នុងការអធិដ្ឋានសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវនៃភាពអមិត្តរបស់អរៈបានអុចអាលចិត្តគេឲ្យធ្វើបាបហើយការទាំងនេះកើតឡើងពីព្រោះតែគេមិនបានប្រាសិទ្ធដែលព្រះបានប្រទានឲ្យគេក្នុងការដែលកំណត់ជួបព្រះដើម្បីអធិដ្ឋានតាមមូលហេតុអ្វីបានជាកូនស្មួនធ្ងន់នៃព្រះជាម្ចាស់មានការរារែកនឹងអធិដ្ឋានបើការអធិដ្ឋាននោះជាកូនសោនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿដើម្បីនឹងបើកទ្វារឃ្លាំងនៃនគរឋានសួគ៌ដែលជាប្រភពដ៏មិនចេះរីងស្ងួតតែផ្ទុកនៅសពីនុភាពបើគ្មានការអធិដ្ឋានដោយខ្ជាប់ខ្ជួនទេហើយបើគ្មានការឃ្លាំមើលដល់ប្រុងប្រយ័ត្នទេនោះយើងនឹងស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នឹងការធ្វេសប្រហែសដែលកើនឡើងជាលំដាប់នឹងការងាករេចេញពីផ្លូវត្រូវបច្ចមិត្តរបស់យើងស្វះស្វែងឥតឈប់ឈរដើម្បីរារាំងផ្លូវរបស់យើងដែលនាំទៅកាន់ទីសន្តិប្រុសបើយើងមិនបានអធិដ្ឋានសុំនឹងមានជំនឿដ៏ស្មោះអស់ពីចិត្តទេជាមិនអាចទទួលនៅព្រះគុណនិងអំណាចដើម្បីទប់ទល់នឹងការលបងលបងនោះបានឡើយមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងអាចរំពឹងបានថាព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ទៀងព្រះការស្ដាប់និងឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់យើងលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំងនោះគឺយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីសេចក្តីត្រូវការសេចក្តីជំនួយអំពីទ្រង់ព្រះអង្គបានសន្យាថាអញនឹងចាក់បង្ហូរទឹកទៅដល់អ្នកដែលស្រីហើយផ្ដល់ទឹកដល់ជោជន់ទៅឯទីស្ងួតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក44ខ3អស់អ្នកណាដែលស្រីឃ្លានចំពោះសេចក្តីបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវហើយដែលប្រាថ្នាដើរតាមព្រះជាម្ចាស់អាចនឹងប្រកាសថាព្រះជាម្ចាស់នឹងបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់គេចិត្តត្រូវតែបើកចំហទទួលយកអត្តពលនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពុំលោកសាយើងមិនអាចទទួលនៃព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយសេចក្តីត្រូវការដ៏ធំធេងរបស់យើងបានជជែកតវ៉ានិងអង្វកដ៏ប៉ិនប្រសប់ឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែស្វះស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទ្រង់ជួយសម្រេចការនេះសម្រាប់យើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលសូមនោះអ្នកនឹងបានទទួលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ7ឯព្រះអង្គដែលមិនសំចៃទុកនៅព្រះជបត្រាទ្រង់តែមួយនោះមកចំនួនយើងរាល់គ្នាតាមានទំនងអ្វីឲ្យទ្រង់មិនប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់នោះផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូម
ជំពូក8ខ32ប្រសិនបើយើងស្គាល់អំពើទុច្ចរិតដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប្រសិនបើយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងអំពើបាបដែលយើងស្គាល់នោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាពំលឺសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងឡើយក៏ប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកដែលមានបព្វតិសារីគឺប្រលឹងតែស្គាល់កំហុសនោះព្រះជាម្ចាស់តែងទទួលជានិច្ចនៅពេលដែលអំពើខុសឆ្គងទាំងប៉ុន្មានបានកែត្រឹមត្រូវឡើងវិញនោះយើងត្រូវជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការទូលសូមរបស់យើងគុណសម្បត្តិនិងអំពើល្អរបស់យើងនឹងមិនដែលឲ្យយើងទទួលការអនុគ្រោះអំពីព្រះជាម្ចាស់ឡើយគឺមានតែគុណសម្បត្តិនៃព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះដែលនឹងជួយសង្គ្រោះយើងបានព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នឹងលាងជម្រះយើងឲ្យស្អាតពីអំពើបាបប៉ុន្តែយើងមានការមួយដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលជាលក្ខណ្ឌនៃការយល់ព្រមទទួលអំពីព្រះជាម្ចាស់មានកត្តាមួយទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការអធិដ្ឋាននោះគឺសេចក្តីជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាដែលមកអាចព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជឿថាទ្រង់គឺជាព្រះដ៏ពិតហើយជឿជាក់ថាទ្រង់គឺជាម្ចាស់អំណោយចំពោះអ្នកឯណាដែលស្វាស្វែងរកទ្រង់ដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ6ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ថាវត្ថុអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានចូលជឿជាក់ថាអ្នកនឹងទទួលវត្ថុនោះហើយអ្នកនឹងបានទទួលជាប្រកបមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ24តើយើងយល់តាមដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះដែរឬទេការធានារ៉ាប់រងរបស់ព្រះនោះធំទូលាយគ្មានព្រំដែនកំណត់ឡើយហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់នឹងសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដែរនៅពេលដែលយើងពុំបានទទួលនៅវត្ថុដែលយើងសូមនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានសូមនោះយើងនៅតែជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់បានលើកហើយទ្រង់នឹងឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់យើងដោយសារតែយើងរំលងមានការខុសឆ្គងហើយមើលមិនឃើញវិញឆ្ងាយនោះទើបមានពេលខ្លះយើងទូលសូមវត្ថុដែលពុំមែនជាព្រះពរសម្រាប់យើងតែព្រះវរបិតានៃនគរឋានសួគ៌ដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់នឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើងដោយប្រទានឲ្យយើងនូវវត្ថុអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងអ្វីៗដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានប្រសិនបើជាមានការបំភ្លឺពីព្រះជាម្ចាស់នោះយើងនឹងអាចមើលឃើញលក្ខណៈដ៏ពិតប្រាកដនៃវត្ថុអស់ទាំងនោះនៅពេលដែលការអធិដ្ឋានរបស់យើងហាក់ដូចជាគ្មានចម្លើយឆ្លើយតបយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងពាក្យសន្យាព្រោះថាពេលវេលាសម្រាប់ការឆ្លើយតបនោះពិតជានឹងមកដល់ហើយយើងនឹងបានទទួលនៅព្រះពរដែលយើងត្រូវការជាទីបំផុតការអះអាងថាការអធិដ្ឋានតែងតែបានទទួលនៅចម្លើយឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់យើងដូច្នេះឬដូច្នោះនោះឬក៏វត្ថុពិសេសដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានគឺជាការសន្មតតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានទិព្វញាណហួសពីការដែលមនុស្សបំភ័ន្តទ្រង់បានហើយទ្រង់ល្អជាទីបំផុតហួសពីសេចក្តីកំណាញ់លាក់ទុកនៅអ្វីអ្វីដែលល្អសម្រាប់អ្នកដែលដើរដោយផ្លូវសុចរិតដូច្នេះចូរកុំភ័យខ្លាចនិងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ទោះបីជាអ្នកពុំបានឃើញការឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកចូលទុកចិត្តលើពាក្យសន្យាដ៏ប្រកបរបស់ទ្រង់ចូលសូម
đôi nẹ nâng bán từ tuôn. Bà sân bà dân để xa tục nâng cá sông xài nâng cá phê lại rồi có phí dìm đọc xài nâng ở vầy đại dân mình ách mở khơi chất bác lộ môn nâng dân miễn dịch ở đây chung nửa đọc bè nông phiếp xa mộc xa mai nâng cá tốt cầm nịch tay can lang chìm mình khá bọn ta bà dân chôn mọc ách bè đọc phiếp tan tàu nâng đặc miên ti bùm nè đói đặc luôn giang sự phiếp nâng đào miên chùm nứa tục chật hai tu thoái nâng ở vầy ở vầy đại dân trọng bàn đọc bè đa trung bọc gọp đòi bạch nha nhìn đọc miên ti cầm nọ đa trung tốt khơi được bọc sắp xa rập bơ nâng nông lộ hai nâng cục krong lơ được bọc sắp xa rập bơ tại nơi bè hà rập tê nâng bè bàn tu được bọc trung nọ trong nâng tiếng bệnh ca sẽ đạp nâng sẽ kể đây đang hai tu sống rồi bỏ dư hai trung nâng bệnh tiên bệnh lưu bỏ phê nâng nông chất rồi bỏ dư cả thị than đó sẽ mất trọng ba nôm dân chôn một chút nâng bệnh hà rà tây nâng bệnh chế mệnh chả tụ bây dân mình miên phó tàng cót xâm quả có bệnh trung tay tại ông bệnh phẹt trung một mơ dân đói bệnh tây mệnh ta nâng sở lành đại dân bà hai chí mình bán trung tòa bà bà tòa mẹ tai bà hoa rồi bà trung thật nâng lời dân tòa kết đây sở lành nâng bê dân mọc sống sẽ kết đây mê ta cả rà nà nâng trẻ bò ông bì bà chí mẹ chà nô dân trời tay miên bì nhìn nây sẽ kết đây sở lành nâng ca ọt ông tốt nâng nông chất trở bỏ dư ta ao dân á thị than thà sống ọt tốt sẽ kể đây cầm hồn rồi bỏ dương khí nhầm đâu chứ dương khí nhầm bàn ọt tốt đó nẹ đẹp phật không nâng dương khí nhầm ta tai dương bài chỉ bật đây phải đô từ ta mình nhìn đại khí minh ca sẵn đọc ọt tốt từ vịnh nâng nông bạc công phí mà thái chung phúc bà mũi khó đập bì bà sân bà dương sân khâm thà bạc nâng lử ca thì than rồi bỏ dương nụ dân trời tay ọc tục ở nhà đất tỷ khả nông sân thả nâng tùm hôn đầy dân sân khâm thả bởi chìa mạch chắc nâng ọt ọc tục ở đó dân đối chân hợp đại ca phía dìm khả nông ca á thịt thả cứ chìa cầm nọt lẹ khăn mùi đàm bay ban thật tuôn nơi châm lại tỏ dân trời tay á thịt thả trên nịch bởi sân bởi dân trong châm ra nâng khả nông sẽ kết đầy châm lưu nâng ca á nụ vật dân tới tay căn khí chốt nâng ca á thị thả nâng nông bạc công phí rốn chung phục đọc bí khó đọc bí tới tay phía dìm khá nông sức ở đây á thị thả tiếng chăm dìm khá nông sức ở đây nụ ai tới phía ô bạc côn nâng nông bạc công phí côn lốt chung phục bốn khó bí xa vẹn phê trọc đạt tư nẹ đầy mình chùm nưa tiếng phôn màn thả cho ai miên công nhận nâng thần hai trăm diêm khăn ông sẽ kể đây ạ thì thàn chung nâng khăn ông bác công bì bê trọc tì mùi chung phục bốn khó phạm bì trong nay xa vẹo bò nay nôm thà nâng khăn ông cực kịch ca tiền ọ đau sẽ kể đây ạ thì thàn nâng ông vò cò tiền đòi bì ọ bê con đập bè cho thoái cực tiếng xong nông bố rồi bỏ nè tại ai bệnh chế mệt chả nâng nông bệnh công bí phí lịp chung phục bốn khó bà mùi chùm nay dụ đá thay dây thả có bọn tài nẹ rõ khăn nha chí xin ngôn phí nghe ơi cho á thị than đòi nâng bệnh vì nhìn bó rì sật cho thay đỡ xa khôn rồi bỏ nè nâng nông sẽ kể đây sẵn lành nâng bệnh chế mệt chả nâng nông bệnh công bí dụ đá khó một phí nâng khó một phí mùi cả á thị than ít chụp chỗ cứ chia xâm phó nập hiếp tới chất sân ít mùi nây mà nụ lộp nâng bệnh chí mệt chá đang bây áo chí vật bị bệnh bàn hô một nâng chí vật dân rọc này hai chân ông phí nụ vinh chí phíp lọ xa xa nâng bó đi sật ít chó hai hô tờ lọc tới ai bệnh chí mệt chá vinh các
ជាប់ជូនក្នុងការអធិដ្ឋានជាការចាំបាច់បំផុតក្នុងការអធិដ្ឋានដូច្នេះចូលកុំឲ្យមានអ្វីមករាំងរៀនអ្នកឡើយចូលព្យាយាមគ្រប់ទាំងផ្លូវដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះយេស៊ូវនិងវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនអ្នកចូលព្យាយាមគ្រប់ទាំងផ្លូវដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះយេស៊ូវនិងវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនយើងឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សចូលស្វែងរកឱកាសពិសិដ្ឋចូលរួមក្នុងការអធិដ្ឋានដែលរៀបចំឡើងជាទម្លាប់អ្នកណាដែលស្វាស្វែងរកការរួមសម្ព័ន្ធជិតស្និទ្ធនឹងព្រះពិតជាមានមុខនៅក្នុងការប្រជុំអធិដ្ឋានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គេដោយសេចក្តីស្វាមីព្រះនិងយកចិត្តទុកដាក់មានចិត្តពុះពារចង់ឃើញលទ្ធផលចម្រើនពីការងារដែលគេបានធ្វើគេនឹងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនឡើងនៅគ្រប់អស់ទាំងឱកាសពិសេសដោយប្រគល់ខ្លួនរបស់គេទៅទីកន្លែងណាដែលគេអាចទទួលនឹងកម្មរស្មីពីឋានសួគ៌យើងត្រូវអធិដ្ឋាននៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារហើយលើសអ្វីអ្វីទាំងអស់យើងមិនត្រូវភ្លេចការអធិដ្ឋានដោយសម្ងាត់ឡើយព្រោះនេះហើយជាអាយុជីវិតនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងមិនអាចរីកចម្រើនបានល្អដោយគ្មានការអធិដ្ឋានឡើយការអធិដ្ឋាននៅក្នុងគ្រួសារឬនៅទីសាធារណៈគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅឯទីកន្លែងស្ងាត់កំបាំងដាច់ពីគេចូលយើងបើកចំហព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងនៅចំពោះប្រណេតនៃព្រះជាម្ចាស់មានតែព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះតែលើនៅការអធិដ្ឋានដ៏សម្ងាត់នេះពុំមានត្រជាឯណាតែចង់លើសំណូមពរដល់ទូទូទាំងនេះដែលជាបន្ទុកឡើយនៅក្នុងការអធិដ្ឋានសម្ងាត់ប្រលឹងរបស់យើងទំនេរពីអត្តពលតែនៅជុំវិញខ្លួនរួចចេញពីក្តីរំជើបរំជួលនៃអារម្មណ៍ដោយស្ងប់ស្ងាត់តែប្រកបដោយចិត្តក្លៀវក្លាការអធិដ្ឋាននោះនឹងបានលើដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលទ្រង់ឃើញក្នុងទីអាតកំបាំងនឹងបានទទួលអត្តពលដ៏ផ្អែមល្ហែមនឹងនិតនៅជាប់នឹងទ្រង់តែព្រះការរបស់ទ្រង់បើកចំហទៀងស្ដាប់ការអធិដ្ឋានណាដែលចេញអំពីចិត្តដ៏ពិតប្រាកដដោយក្តីជំនឿដោយស្ងៀមស្ងាត់និងសាមញ្ញប្រលឹងរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រម៉ែប្រមូលកម្មរស្មីនៃព្រះជាម្ចាស់មកចម្រើនកម្លាំងនិងប្រកាន់ជំហរមាំមួនក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយអរិយសត្វព្រះជាម្ចាស់គឺជាបន្ទាយនៃធម៌ពលដ៏រឹងមាំរបស់យើងសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងបន្ទប់តូចរបស់អ្នកនៅពេលចេញទៅធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃសូមលើកចិត្តរបស់អ្នកថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់អឺណូដើរជាមួយព្រះដោយធ្វើរបៀបនេះការអធិដ្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ទាំងនេះបង្ហើរឡើងដូចជាគ្រឿងក្រអូបដែលមានតម្លៃនៃចំពោះបលាំងនៃព្រះគុណអរិយសត្វតាមិនអាចមានជ័យជំនះទៅលើអ្នកដែលមានចិត្តស្ថិតដោយជាប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើយគ្មានពេលវេលាណាឬទីកន្លែងណាដែលមិនស័ក្តិសមនឹងថ្វាយនៅសំណូមពរទៅព្រះជាម្ចាស់ឡើយគ្មានអ្វីដែលអាចខាត់ខាំងយើងពីការលើកថ្វាយចិត្តរបស់យើងទៅព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងវិញ្ញាណនៃការអធិដ្ឋានយ៉ាងស្មោះអស់អំពីចិត្តនោះឡើយនៅក្នុងវងមនុស្សតាមដងវិថីនៅក្នុងពេលដែលជាប់ប្រឡូកនឹងការងារយើងអាចផ្ញើនៅសំណូមពរមួយទៅព្រះជាម្ចាស់និងទូលសូមពីទ្រង់នៅមគ្គឧទេសកដូចដែលលោកណេហេមៀបានធ្វើនៅពេលដែលគាត់ផ្ញើសំណូមពរចំពោះស្ដេចអាតាសេសិសដូច្នោះដែរបន្ទុកតតូចសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអារម្មណ៍ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានទោះជាយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយ
dương trăng tại bang châm hoa thuyết chất chết đó ra nâng dương bệnh giê xu chốc một cung nữ đô chí phí nhu kết tì dụ nên nâng câu than xu nâng nông bình yên trọng bỏ dương tụ bây chì miên bò ra cả bục bình đòi phiếp tức chờ đất nâng bốc rổ lùi nơi chung bình khuôn dương giang nà có đạo dương mình trai sâu dục xa anh bồn bị bò ra cả nô lạc tại bà tối tử vinh dương trai sâu dục cho bò ra sật nâng than xu dương anh bất cực thủy nơi ca sâu mày kịch đai mình sẽ áp sọ nâng cùng nâng bình bò ra sật đòi lực thoai bình nhìn tay châm bụi bình chìa mình chả tam đi dạng ca anh thì than đó sẽ một trọng nẹ na đai mình chất bác châm hò chăm tự tu sẽ kể đây châm nuôi nâng bình bò bình bình chìa mình chả nâng đa khăn nâng bò ra ca đâm bò ra sật chìa chìa bò ra ca hai nâng đầy hai nâng miên ca rùm xâm phoan chuộc chìa bình chăm chìa mùi nâng nâng cấu than xù dân tay tay miên tu sân nạ ở ban chấp bạc lộ ông bì bạc kỳ nâng ca dôn ở ban thông tư lũng tư lì lạ nâng tâm lai nây sập hiệp ca bật đại thất nơi đó ở cỏ xâm phó nây phiệp bò đi sật nâng bông bình ọ tên chật nây côn xung phí được bọc bệnh chi mình chả hãy ba ông bờ nụ ban bông bình sắp cục hời dân cua tay xoay đâu nơi ca bác xâm đáy nâng bò đi sật ông bì bạc nơi cục rộng bọ nây nâng câu thàn xu chú ai vì nhìn dương ban lợi lạ đang bay ếp đế chìa mẹ chắc bà tiên ao dư nâng đằng hàm nị bò ra cả nị thàn xu chừng ai đua nơi giang chất tên nâng đế chìa mẹ chắc tu chìa nơi bê đem mình bà nhá là buồn lộ bò cả lạ đau chạy đòn cả đây có chất được bò dư nâng nghĩa bài tờ rộp đế chìa mẹ chắc tôi chức nông thoa mẹ chết đại bộ phá bài tờ rộp đế tập được cho nó đại cho lực thoái cực ca bật nà được bọn nè ông nó được bọn nè hai sẽ cái đây tục sao được bọn nè sẽ cái đây con vó được bọn nè nâng ca phê khai được bọn nè châm phục bệnh chìa mình chả dân nâng mình chìa bằng tục đó trùng lại hai trùng có mà đang nơi này nâng dân đại bệnh chìa mình chả tại rộp đang châm nôn sơ say sợ nâng lực ba được bọn nè bất chí mình bỏ người cần tay nâng bầm nọ bật thân nà rộng bọc con trai rộng bọc trông lại bất chí mình chắc trông mình bệ hà rộng tay mê ta cả rộng nà nâng sức đây anh ạ sổ đó bộ bình đại nâng nông bệ công bì giả cục chung phục bạc khó đọc mùi bệ hà rộng tay nây sức đây sở lãnh rộng bọc trông rộng chua đói tục xào nâng đòi ca ta ôn ta ai được bỏ chứ ông bị tục xong tiền nụ cho thoai trông nơi cực ở quay ở quay đá thử ở dương tốt công nịch khi mình ở quay đá khu trông mình ai trông trâu bàn lại bước bệ ông trô trông bị phục lục tiền mù trông cực rộng lợi ọc tiền bánh hà tiền lai nên lục xa nợ việc tiền mù khi mình ở quay đá tiện tông nâng xa nợ phiếp được bỏ chứ ta tôi bây đã trông bằng xong qua bà nụ tí thầm mình tâm bố bị chìa Việt Nam môi được bỏ dưỡng đã lẽ không bạc ta trông dô lên bà nụ lại thầm mình ca xong một xong mai tôi cầm nâng ảnh nà ta khuôn bị xong mà tập hiệp nâng trông đọc sài bà lại thầm mình vị nế sẽ cầm nà đã khát mình đo con trang đã tôi bằng phát được bỏ trông ca ăn tiết ăn tên khi nông chất ca rộng khăn đo vinh nhìn xâm rạch nây ông nó ai nà được ca ăn thịt than đo xâm mọt trông đại chanh bì bọ bồ mọt ai nà đại bà vô bệ đá nây nâng câu than xù mình rồi mờ mờ rưu đại trung mình dô bà tây tục đạo nữa là trung phía bà ọt nẹ đại miên chất sao xong rệ ôi bàn chìa có rung rụng bộ áo kì phong nâng nông bạc công bí tâm nộp đồng cán chung phục mùi rối sai sắp rạm bí khó bầy tâm nẹ tâm nông rô viên bạc chìa mình chắc tay nâng mình nông nì mùi nì mùi cứ cho bạc lộ nâng bênh đinh chìa tì bóng phật hạ bầy đâu chìa miên tay nẹ nục mà nè hai cái miên nè ai nà tiệt sọ nơ lơ lâu cây nì tại trung trời thai ra xa
និងប្រទានព្រះជបត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងសូមឲ្យនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនថាខ្ញុំនឹងទូលអង្វរដល់ព្រះបិតាជំនួសអ្នករាល់គ្នានោះទេត្បិតព្រះបិតាទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ16នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ26និងខ27ការអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទគឺមិនគ្រាន់តែជាការលើកព្រះនាមទ្រង់នោះនៅគ្រាដំបូងនិងទីបញ្ចប់នៃការអធិដ្ឋាននោះទេតែយើងត្រូវអធិដ្ឋានដោយនៅចិត្តនិងវិញ្ញាណនៃព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ទ្រង់ពឹងផ្អែកលើព្រះគុណរបស់ទ្រង់និងធ្វើការរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់មិនមានព្រះបន្ទូលឲ្យយើងនិមួយនិមួយខ្លាយទៅជាអីសិឬជាសក់និងលាលែងពីលោកីដើម្បីថ្វាយខ្លួនក្នុងការគោរពបូជានោះទេជីវិតរបស់យើងត្រូវតែបានដូចជាជីវិតនៃព្រះគ្រីស្ទទោះបីជានៅក្នុងព្រៃភ្នំក្រំថ្មឬនៅក្នុងវងមនុស្សមនុស្សណាដែលមិនធ្វើអ្វីសោះក្រៅពីការអធិដ្ឋាននោះនឹងឈប់អធិដ្ឋាននៅពេលដ៏ខ្លីឬក៏អធិដ្ឋានរបស់គេនឹងបានក្លាយទៅជាទម្លាប់នៅពេលដែលមនុស្សញែកខ្លួនគេចេញពីជីវិតនៃសង្គមមនុស្សចេញឆ្ងាយពីរង្វង់នៃភារកិច្ចរបស់អ្នកគ្រីស្ទាននឹងការត្រមត្រោឈើឆ្កានៅពេលដែលគេជប់ធ្វើការយ៉ាងស្មោះត្រង់អស់ពីចិត្តដើម្បីព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើការយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តដើម្បីរូបគេនោះគេបាត់បង់នូវគោលដ៏សំខាន់នៃការអធិដ្ឋានហើយគេគ្មានទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើការបូជាថ្វាយព្រះឡើយការអធិដ្ឋានរបស់គេទាំងប៉ុន្មាននឹងបានគ្រាន់តែជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងបំរើភាពអាត្មានិយមតែប៉ុណ្ណោះគេមិនអាចអធិដ្ឋានសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការនៃមនុស្សជាតិឬការលើកតម្កើងឡើងនៅអំណាចនៃព្រះគ្រីស្ទហើយគេមិនបានសូមនៅកម្លាំងដែលសម្រាប់ធ្វើការដែរយើងទទួលបរាជ័យនៅពេលដែលយើងធ្វេសប្រហែសនៅសិតសម្រាប់រួមរំដើម្បីចម្រើនកម្លាំងនិងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការងារដើម្បីព្រះជាម្ចាស់សច្ចភាពនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពិតជាបាត់បង់នូវសភាពរស់រវើកនិងសារៈសំខាន់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងចិត្តរបស់យើងឈប់បានទទួលពន្លឺហើយយើងក៏ធ្លាក់ចុះអន់ថយខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងក្នុងវងអ្នកគ្រីស្ទានយើងបាត់បង់មនុស្សជាច្រើនទៅការខ្វះខាតនៅការអាណិតអាសូរដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកឯណាដែលបង្ខាំងខ្លួនសម្រាប់តែខ្លួនឯងគឺมันបានបំពេញនៅមុខងារតែព្រះជាម្ចាស់បានតាក់តែងមកទេការអប់រំត្រឹមត្រូវនៅក្នុងធម្មជាតិរបស់យើងនៅលក្ខណៈនៃការតាក់ទងគ្នាក្នុងសង្គមនាំឲ្យយើងមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃនិងជាមធ្យោបាយនៃការចម្រើនលូតលាស់និងជាធម៌ពលសម្រាប់យើងនៅក្នុងការងារនៃព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើអស់អ្នកគ្រីស្ទាននឹងរួបរวมគ្នានិយាយប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់និងសច្ចភាពដ៏មានតម្លៃនៃការប្រលូកនោះចិត្តរបស់គេនឹងបានប្រពៃឡើងហើយគេនឹងកែលម្អដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរយើងអាចទៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃបានថែមទៀតអំពីព្រះវរបិតានៃនគរឋានសួគ៌របស់យើងដើម្បីទទួលនៅការពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងមានចំណងចង់ថ្លែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងធ្វើដូច្នេះចិត្តរបស់យើងនឹងបានកក់ក្តៅនិងប្រកបដោយការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើយើងគិតនិងនិយាយតែអំពីព្រះយេស៊ូវកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែនិយាយតែបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ខ្លួនយើងនោះយើងនឹងកាន់តែបានទទួលនូវវត្តមាននៃព្រះជាម្ចាស់កាន់ឡើងជាលំដាប់ប្រសិនបើយើងគិតអំពីព្រះឲ្យបានញឹកញាប់ដោយតែយើងទទួលនៅផុតតា
nơi cả thái ra xa rồi bỏ trông châm phố rụng dưỡng. Nói dân cua tay nực kết tỏ trông, nực nông chất rồi bỏ dân trên này. Hai dân cua tay miên ông nó rì rì, nâng thay nhầm bị trông, nâng xa xa đồng khang đỏ trông trên này thái. Dân này dây ông bị vật thổ bận đỏ ạ sẵn. Bị bố dân miên ca chạp ở rộng tên lời vật thổ tiền nông. Dân này dây tay căn mệt phẻ rồi bỏ dân, bị bố dân sở lạnh kì. Sẽ cái đây ông nó sắp bài nâng ca tục rối được bao giờ nơi chọc từng kì. Còn tay mình mua lại đó thông thê ạch kia nâng nì chinh nì. Ta thua ở dân sở lãnh bởi chì mình chả. Chì chiến sở lãnh mệt phẹt nơi lục cây được bao giờ. Chì chì sắp phía viện nơi thông mệt chết nơi khăn lục nì. Đã bởi chì mệt chả chì được bao tìm mùi nơi khăn cùng nất được bao giờ. Chì nì dì ông bí sẽ cái đây sắp bỏ rõ được bao trông. Hãy thay đổi kế ông bí bí chế sát ở bọt trùng. Ông nói tiên đó chẳng hẳn cài lệ. Tại bí chế mẹ chắc bán vật cốt ở dưỡng. Mình mến xâm đạp ở dưỡng dốc mọc bóng bình chất cùng nịch. Nâng sẽ cái đây sở lãnh được bọt luôn dưỡng bất tùa. Đại nôm ở dưỡng khuyên ở vầy xâm đạp thoái từ trùng vinh nụ tiên. Ông nói tiên trùng nụ. Cứ chỉ ca rộng lực đo nhật nhuộc. Đo rụp dưỡng bí chế mẹ chắc. Hãy bám xa phía chụp dừng tay nâng chùm nông nây xì kê đây sở lãnh. Nâng ca đăng côn thật đọc bệnh đó sắp bỏ rõ. Chân rô nữ, chất ti tùm niệm bóng phót nây phai nữa đây. Cho dừng ngươi bài cổ sai chạc khổ rõ bỏ dừng. Xâm lăng tư ai thủy báo chùm hồ. Nây ti bỏ rõ sật nữ ai nâng cấu thàn dù. Chất ti đai bồn lưu nây xì rây lõ rõ bỏ bệnh chì mệnh chạc. Chẳng phơi trên tranh chắc tới bệnh phẹt này bệnh cực chế mệnh chắc. Đã là ai chui xong cổ chương sắp cổ rụng bạc. Cứ đoàn một nông tiếng ọc đã cho tới ai bệnh đôi xa trụng. Nước nông bệnh công bí hay bệnh. Chúng bố phạm bí khó mùi phê phạm. Chương thấy xa xa đâm càng trụng thảm tiền. Đói bố sẽ cái đây sắp bỏ rõ đã bỏ trụng. Hãy đại bố ọc tên ca ọc chá để trụng bán bố lo khôn cháu nấy mà nửa chiến. Nước nông bệnh công bí tốt nông đồng cán. Chúng bộ mê rối phạm bí khó mà phê phạm. Cả á thì than được bỏ dưỡng. Mình mến con tay chứ ca ông vô sông. Nâng tự tuôn bằng nửa tí. Cho dân cùng kết tay ông phí sẽ kết đây bật ná được bỏ dưỡng. Hai bông đại kết ông phí phó bởi dâu để dân bán tự tuôn. Nhưng mình ảnh thân ở trang lớn lục về đời khi mình thay sẽ kể đây ông nó ở con đọc bệnh chế mình chạc. Nhưng chỉ nhận tự tuôn trên này nên sẽ kể đây sẵn đọc bệnh này được bọc bệnh chế mình chạc. Tại dương bằng hai ca đang cùng thay bằng tích bằng tôi bằng nó. Nhưng xa xa đầm căng trung thay bằng tích bằng tôi bằng nó. Chấm bố hòa quay ở quay đá trong bàn thờ chấm bố rụp dương. Bị bỏ ra nạc ca. Nếu bệ đai kê một chút chung khỉ này. Nam bay thư ca nghi được bọt trùng. Pre-Jehovah ban nai nôm con trao Israel thả. Trời ơi anh rõ khní bó rì phô. Nơi dâm phúc Pre-Jehovah chế bệnh này ai. Hãy ai nâng phụ cổ xa ai. Trời ơi sắp bài lạ. Đại bố cổ tên rụng bọt. Đại đại anh lúc tình chạp vô. Tên phôn mà nô. Cứ Pre-Jehovah chế bệnh này ai. Ban bà tiên phô đó là anh hả. Nơi khăn ông bệnh công phí. Cháu tình dạ kết thả. Chúng phụ đập bí, khó phạm bí. Kịch ca đại thư lãng đang bây thoái dây lọ đọc bệnh chế mình chạc. Trời đại thư lãng đòi ông nó rỉ đi. Đói tùm nốc xa xa đồng cả. Nâng ô bệnh con. Cứ mình mên đòi phim kìm cọp. Nâng tục rồi lại. Bệnh chế mình chạc này dường. Cứ chế bệnh vô bệnh đá đại phật cọp đòi phim sật tuần. Nâng sẵn đọc bọc bọn này. Nhưng mình trang mơ cây ca bông ra trong thả. Chỉ ca nghe đại bật gọp đại phim kìm cọp. Nâng nơi nai nữ tế. Nhưng gọp bay miên ông nó sắp bài. Nâng thoai bằng công trùng. Nâng ruộng trong này khăn ông cây ca thoai trùng. Bệnh chìa mình chạc. Bệnh chìa nâng mình ảy đi rồi bỏ trùng. Đại trùng bàm bỏ tiên sẽ đầy sang cổ. Tỏ thông thanh ảy nụ. Xong đại hạ đô chìa trùng. Chỉ cho vai đó tăng răng mọt chọt một tí. Trung cư chỉ có là gian là mất ra bao giờ.
hay nơi pe đại dương cột bó chia trung nó trung bất chỉ công nơi chỉ mũi nương dương protein bò đang công sáng chật dương bằng pin chật dương nơi âm nó đi đi nâng sẽ cái đấy lại trung miền pre hà rất tây trong ai đi được bỏ trung miền ca sọc sầu nông cây ca được bỏ trung nâng tập tu nơi âm nó đi đi chia chiên ca nơi lồng bạ được nông ca nghi được bỏ trung nông chi vật bạch chạm thay trung miền pre hà rất tây trong ai nhận na để cho một cột bộ chia trung nông pom nom chi mùi kê nơi vinh nhiên là rộng đông miền tầm lại nơi ca thay đất xa nâng cái đây sờ lạnh được bỏ trung đã khi ai miền ông nó sập bài đất nông cục kịch ca bật cọp ai chi vật cam tiền lại nông chi vật bật chạm thằng ai nâng nằm bay ai tự tôn nơi bật cun xâm rạp đọc sài đôi xe mọt trọng nâng chư chạy nơi nông cục kịch ca tiền ọ chương trực trong công nực tự ai chơi chạy được bỏ trung bật cực chìa mình chạy nâng ca sự cụt được bỏ trung nơi lơi chơi chạy cứ chỉ cam bật thổ đo sầm khăn nơi khăn ông ca chừng chừng kịch ca xong tình này nâng khăn ông mình nô sinh chê tình á đo đi đi chê tì bóng phót rụt bỏ dường chừng tay tay chong chăm nơi khăn ông ả rõm rụt bỏ dường cục tiên trẹp bồ đại dương ban tự tố lòng bị bệ chê mẹ chá hai nơi bê đại dương chua chạp bạc nơi sẽ kể đây sổ lãnh đo thông thênh rụt bỏ trùng dương cua tay dôn prôm tốc chất lực bệ hò trùng đại bọc chuộc tay nâng chơi chứ cả đang bay rụp chiến thuật này ca xa xa đồng cả hãy nôm pro lần dường chiên lang tay ai than dù bộ bộ tay và đá cô rụp bộ chi bệnh chi mệt chả nơi ai nơi câu than dù đau nơi trong riêng nâng toàn trời hãy nơi bay đại dương xâm đánh ông nó bệnh cùng rụp bỏ dường dương có thoái bằng công đo trùng đâu chi bộ bộ tay và đá nơi câu than dù nội đại nẹ na đại thoại đồng hoài chia sẻ cái đầy ốp để con nông có xa xa đồng càng ảnh đại được nông bệnh công bí tâm đồng đồng càng chung phúc hạ sập khó mà phải bầy cho dân đã bắt gọp đôi ông nó cao đất lại cho mong chung phúc bệnh đo bằng cá đồng kỳ đôi cái đầy ông nó để con nâng xâm lên bí rô rần nằm phong được nông bệnh công bí ấy xài chung phúc hạ sập mũi khó bầy.